Đó không phải là căn bệnh, mà là trúng độc. Đây là thuốc giải độc. Hãy trao quyền lực cho Dương Thủy Thính và cho Thái tử gia nhập vào hội Bi Un Su đi. Tuy rằng ta đã giao kèo với chúng, nhưng mà ta không thể để con gia nhập vào cùng với bọn chúng trở thành một vị vua bù nhìn. Vì vậy ta đã phải cho con đeo chiếc mặt nạ này. Ta xin lỗi. Người gì nổi giận đối với con, cho nên người mới đùa như vậy, có phải không? Người đã từng nói là vua chính là thiên tử, là con của trời kia mà. Người nói là vua là đại diện của trời để sống cùng với bách tính mà. Người cũng nói gì sẽ có ngày con lên ngôi vua, cho nên con phải trở thành một người luôn sống vì bách tính kia mà, đặt an nguy của trăm họ lên hàng đầu. Vậy nhưng mà người vừa mới nói Dương Thủy Tính nơi hành hạ bách tính đó, ngay từ đầu được thành lập nên là vì nhi thần hay sao? Ta gì? Vì muốn cứu sống con mới phải làm vậy. Phụ thân về rồi sao? Phụ thân à, con muốn được trở thành thái tử phi đó. Thật sao? Được thôi, có gì mà cháu của đè móc không làm được chứ? Chỉ cần con muốn điều gì thì ta cũng sẽ cho. Không được, ta không thể gả tiểu nữ quý giá của ta cho tên thái tử bệnh tật đó. Không phải thái tử bị bệnh đâu. Không được, chuyện đó không được đâu. Phụ thân, nếu con được trở thành thái tử phi, ông nội sẽ không giết chết hiền tế của mình đâu, phải không phụ thân? Hoa Ngương à, tại sao con lại muốn trở thành thái tử phi vậy? Cả phụ thân cũng phản đối chuyện đó nữa hả? Không phải, phụ thân luôn làm mọi chuyện mà con muốn mà Hoa Ngương. Nhưng mà việc trở thành thái tử phi thì ông nội của con nhất định sẽ không chấp nhận đâu con à. Nếu như con trở thành thái tử phi rồi thì phụ thân có thể làm tất cả mọi thứ, cả Bi Un Su và hoàng thất. Nếu vậy thì phụ thân sẽ trở thành đê mốc tiếp theo, còn mạnh hơn cả ông nội nữa. Không lẽ phụ thân không muốn vậy sao? Không muốn trở nên lợi hại hơn cả ông nội hả? Phụ thân rất thích bản tính này của con đó Hoa Ngương à. Trước tiên ngày mai chắc chắn là phải đi gặp nương nương một lần rồi. Nếu như có nương nương đứng ra giúp đỡ thì không phải sẽ dễ dàng thuyết phục được ông nội của con hơn hay sao? Dạ. Hoàng thượng, có chuyện gì hả? Tiểu nhân xin được phép vào trong thưa hoàng thượng. Có chuyện gì? Sao lại đưa nó vào đây? Bọn họ nói là muốn chuyển lời cho thái tử điện hạ thưa hoàng thượng. Tới ta? Là ai muốn chuyển lời vậy? Tính mạng của thái tử điện hạ chính là nằm trong tay của Dương Thủy Thính đó, nên việc tấn công vào Dương Thủy Thính, điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ cả tính mạng của điện hạ, nhanh chóng cho thái tử gia nhập hội Bi Un Su. Kẻ nào đã nhờ ngươi chuyển những lời đó tới ta hả? Hắn đã bị đầu độc thưa hoàng thượng. Ngay lập tức bắt tất cả thứ doãn và tham quan của hắn thành lại ngay. Dạ.
Phụ hoàng! Tội nhân Han Kiêu Hô và đồng bọn, ta bắt các ngươi với tội danh mạo nhận lệnh của thái tử. Đứng yên đó và nhận tội đi. Tội danh vô lý mà ngài nói đó là gì vậy hả? Ngài cho bắt ta theo mệnh lệnh của ai vậy chứ? Đây chính là mệnh lệnh của hoàng thượng. Thưa phụ hoàng, con mong người hãy thu hồi mệnh lệnh của mình lại. Người tính làm gì vậy chứ? Tại sao lại như vậy hả? Lần này thì người cũng nói đó là vì nhi thần hay sao chứ? Chẳng lẽ người từ bỏ cả mạng của trung thần để giữ mạng cho con hay sao? Ta đã nói bây giờ không phải lúc đánh nhau giành chiến thắng rồi kia mà. Con thấy đau khổ khi phải hy sinh bọn họ hay sao? Con hận phụ hoàng vì giết trung thần để bảo vệ cho con hay sao? Nếu vậy, con phải trở thành một vị vua hùng mạnh trước cái đã, rồi hãy đánh bại Bi Ung Su sao? Giam thái tử lại và không cho thái tử bước ra ngoài dù chỉ một bước. Dạ. Phụ hoàng! Phụ hoàng! Phụ hoàng! Phụ hoàng! Có chuyện gì? Phụ thân! Phụ thân! Phụ thân! Đã nói con chờ đợi đừng lo lắng, tại sao lại còn ra đây con nữa? Đúng là không có sao con phụ thân. Nếu thái tử điện hạ biết việc này thì người sẽ thả phụ thân ra, có đúng vậy không? Nhất định như vậy mà. Nhanh lên, đem hắn ta đi. Xin chờ chút đã. Phụ thân! Gơ hên! Phụ thân! Đã ra! Nhanh lên! Gơ hên! Phụ thân! Gơ hên! Phụ thân! Đã ra! Phụ thân! Phụ thân! Gơ hên! Phụ thân! Phụ hoàng ơi! Phụ hoàng ơi! Vì thần mong người thu hồi mệnh lệnh. Sao lại để bách tính chết chỉ để cứu lấy cái mạng của di thần chứ? Mong người hãy thu hồi mệnh lệnh lại đi. Hiện tại hơi khó để tìm ra thế thân cho thái tử, nhất là gấp rút như vậy. Cho dù là như vậy, nếu dùng những đứa trẻ của tên khác, thái tử sẽ gặp nguy hiểm vì rất dễ bị lộ. Phụ hoàng ơi, tên hạ dân đó sao giờ vẫn còn ở đây? Mau đưa đi đi. Dạ. Phụ hoàng ơi, mong người hãy rút lại mệnh lệnh đi. Xin hãy cho con được gặp mặt Thứ Doãn đi mà. Phụ hoàng ơi, xin người hãy cho con gặp Thứ Doãn đại nhân đi mà. Trong đây là thông tin về gia thế và còn có lá số tử vi của tất cả ứng viên cho vị trí thái tử phi. Nương nương, nhưng công việc lựa chọn thái tử phi này là quyền hạn riêng của trung điện thôi thưa nương nương, cho nên thần thiếp không dám. Không phải quý phi là người đã sinh ra thái tử sao? Tất nhiên ta phải hợp tác với quý phi trong việc lựa chọn thái tử phi. Ta sẽ cùng tham gia xét tuyển người xứng đáng nhất. Cả quý phi cũng hãy lựa chọn người mà quý phi ưng ý nhất. Hoa Gơn à. Dạ nương nương. Ta thấy rất ưng ý về con đó. Nếu như có thể thì ta rất muốn con làm con dâu của ta. Nhưng mà còn ông của con thì lại phản đối, ta phải làm sao đây?